Camera xịn còn chip khủng phim Vin Châu 2024 rồi, chúng tôi không cần những cái đó nữa, chúng tôi cần công nghệ AI đỉnh cao. S24 Ultra thật sự đã thay đổi cuộc chơi công nghệ với hàng loạt tính năng AI đỉnh cao. Cùng mình trải nghiệm liền nha. Đầu tiên đó chính là AI đã xóa bỏ mọi rào cản ngôn ngữ khi mà có thể dịch trực tiếp 13 ngôn ngữ khác nhau khi mà chúng ta gọi điện nói chuyện điện thoại hoặc là nhắn tin cho nhau. Khi mình gọi điện thoại cho một người ngoại quốc bất kỳ nha, thì mình sẽ bật tính năng dịch này lên và mình có thể sử dụng tiếng Việt để mà trò chuyện. Và AI trên S24 sẽ lập tức tự động dịch ra cho đầu dây bên kia hiểu. Và tương tự ngược lại thì bên kia cũng có thể sử dụng tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Anh. AI cũng sẽ dịch lại tiếng Việt cho mình hiểu luôn. Bây giờ mình sẽ test thử gọi trực tiếp và dịch trực tiếp cho mọi người nghe luôn nha. Anh đang làm gì đó? I'm doing my work now. Bây giờ tôi đang làm công việc của mình. Em đang đi chơi nhưng mà nhớ anh quá à. Ồ, anh cũng nhớ em lắm em yêu. Nhưng tôi phải hoàn thành công việc của mình nên tôi sẽ đón bạn nữa. Ok nha, em đồng ý. Đặc biệt là tính năng này không cần wifi, không cần 4G luôn nha mọi người ơi. Đây mới chính là tính năng hay ho của nó đó. Thứ hai, mình mà nói tính năng này ra thì các bạn hay làm việc trên điện thoại sẽ rất là thích luôn. Bởi vì AI trên S24 sẽ giống như là một trợ lý thông minh, có thể xử lý đa tác vụ luôn. Nó có thể biến một cái trang note viết tay chằng chịt chữ của mình như thế này thành một dạng test với độ chính xác cực cao. Nhưng chưa dừng lại đó thôi nha, nó còn có thể tự động định dạng lại cái trang note của mình một cách rất là chỉnh chu, có tiêu đề, có highlight, tóm tắt lại các ý chính theo kiểu chi tiết hoặc là kiểu ngắn gọn luôn, hoặc là dịch cái trang note này sang bất kỳ ngôn ngữ nào mình chọn. Còn một cái hay nữa đó chính là AI sẽ hỗ trợ mình chuyển một cái file ghi âm như thế này sang một dạng text đầy đủ và có thể tiếp tục nhờ AI xử lý, định dạng lại như lúc nãy luôn nha. Hoặc là khi mình muốn nhắn tin cho Quest rủ đi chơi mà chẳng biết nhắn như thế nào á, để Quest đồng ý thì yên tâm luôn nha, AI sẽ lo giùm cho bạn luôn. Nó sẽ đề xuất những câu chữ hoàn chỉnh để mình gửi cho Quest luôn nè, đảm bảo là Quest sẽ đồng ý. Hay là khi mình muốn đăng Facebook, IG này kia thì nó sẽ đề xuất cho mình luôn những cái câu từ cũng như là emoji hay là những cái hashtag phù hợp luôn nha. Ngoài ra thì AI trên S24 cũng có thể fix lại cũng như là fill lại các hình bị lỗi, khá là xịn sò luôn nha. Mình sẽ trải nghiệm cho các bạn xem luôn nhé. AI có thể tự fill lại các hình bị thiếu góc như thế này, chỉ cần chúng ta bấm vào biểu tượng có hình ba ngôi sao này á, thì AI sẽ xử lý lại hình ảnh, bù đắp vô lại những cái vùng còn thiếu trên bức ảnh của chúng ta như thế này, thành như thế này. Không những vậy á, mình còn có thể tách nền vật thể ra khỏi vị trí ban đầu và AI sẽ fix lại khoảng trống luôn nha. Đương nhiên là hình ảnh sẽ không thực sự hoàn hảo khi mà chúng ta zoom cận cảnh lại, nhưng khi mà chúng ta nhìn tổng thể thì có thể nói là bức hình này trông vẫn rất là tự nhiên và khó có thể phát hiện ra là ảnh đã được chỉnh sửa rồi đó. Mặc dù thời gian để AI xử lý hơi lâu một tí xíu nhưng mà vẫn rất là đáng để trải nghiệm. Và cuối cùng, tương tự như Google Lens thì S24 cũng có tính năng là Circle Search, giúp tìm kiếm mọi thứ xung quanh nhanh hơn và chính xác hơn. Khác một tí xíu so với Google Lens thì chúng ta cần phải vào app để mà sử dụng á, thì với S24 chúng ta sẽ được tích hợp ngay trên camera của điện thoại luôn. Chỉ cần chụp lại những gì bạn muốn tìm kiếm và khoanh vùng lại chủ thể thì nó sẽ ngay lập tức đưa ra kết quả cũng như là giá tiền nơi bán, rất là tiện lợi luôn đúng không anh em? Và còn rất là nhiều tính năng AI khác mà chắc có lẽ là Samsung sẽ cập nhật trên thời gian. Và việc của chúng ta là cứ ngồi đó và trải nghiệm những cái điều tuyệt vời mà Samsung mang lại. Hiện Samsung Galaxy S24 series đã được mở đặt trước tại Saffron App với nhiều ưu đãi hấp dẫn lên đến 6 triệu. Anh em có đang quan tâm thì đừng quên ấn vào đường link bên dưới phần mô tả nhé. Các bạn thấy chiếc điện thoại này như thế nào, hãy comment xuống bên dưới nhé. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ channel của Saffron App nhé. Còn bây giờ thì bye bye.